lên nhà không? Ưng lên nhà không? Có à? Đâu đường lên Gò Gia đâu, đường lên Gò Gia đâu, chỉ thấy Cương đi này. Đường lên Gò Gia đâu? Hát đi, hát hôm qua em đến trường à. Hôm qua em đến trường, mẹ dắt tay từng bước. Bố tay đi, hôm nay mẹ lên. Ồ, đường khó đi rồi á. Xe cành nó trượt. Đầy trong thấy. Lên lên nhà cá rể nghe. Vê bảo vạ là thịt cá đĩa cho thịt Cương ăn nghe. Nghe. Lên trên đấy là nói ba em là thịt con ỉa cho thầy Cương ăn. Ừ, nhớ nghe. Tí nữa lên mà không có con ỉa là không được nghe. Bám chắc vô, bám chắc vô. Đừng có giỡn, đừng có giỡn. Cái này chỗ này này, sợ nhất chỗ này. Vá, gọi vá mà. Vá vá. Gọi vá đấy. Đó, vào. Vào đấy, bê nó lên, bê lên đi. Đó.
đây nó vô. À đi được cho. Bắt tay cái được cho. Ừ. Bé con vô nhà đi chị. Trong lan này mình chưa thấy. Cái loại này chưa thấy đúng không? Ờ, cái loại đó là không có. Không có. Tí nó tách cho thầy cương cái bụi đấy. Cắt chưa cắt gì hết. Đây em cầm cái túi ở đây bỏ mì tôm tí nấu ăn. Gần đến ngày sinh trở xuống. Đi rót nước à, rót nước thầy cương uống, mang ở đây nhanh, rót nước mấy thầy cương uống. Ờ dạ em, mày rót cho nó ít để cho nó bưng lại đây cho mình. Ừ, rót thầy cương uống ngay. Rồi vậy thôi, được rồi, bưng lại đây. Hai tay đàng hoàng, hai tay tay kia nữa. Cảm ơn nha. Đây nè, tông lại đây. Coi chừng vào bếp lửa là bột liền. Đá sút lại đây. Sút lại đây. Đừng có đạp nó nổ. Sút lại. Ừ. Bùm. Ừ. Ừ. Rồi, thúc ạ. Thúc lại đây. Thúc thẳng vào đây. Thúc lại đây. Đây, đá lên đây. Này. Lại gọt mướp nấu cơm. Cà vua. Mày không chạy kỹ thuật hay không chạy khoa học? Dạ. Mày không chạy kỹ thuật hay không chạy khoa học? Khoa học hả thầy? Ừ. Khoa học. Chẳng không. Khoa học mai một năm đây. Mai lớp thầy. Đưa nước cho mẹ. Này xuống nhà tao cơm bưng nước rót cho nó biết là nó không trả lại tao được một cái. Nhưng mà vẫn chưa vào nhà ai hết. Oh.
Rồi, đây rửa luôn hả? Sao có một trái vậy? Một trái làm sao đủ ăn? Sao? À đây, bưng cho thầy Cương. Thầy cho nó ôm trái này. Đấy, ôm đi. Ôm trái này cho thầy Cương. Tay đâu? Thầy ôm đi.
Rồi. Rồi. Bưng lại đây Cương Cương, cầm lại đây. Bưng lại. Quá. Bưng lại đây. Cá rể. Có qua cá rể này. Lại đây cho qua. Đây. Ra đây. Chạy nhanh. Lại đây cho qua. Đứng xa ra không nóng, nóng. Xa ra. Đây đứng đây này, lại đây cho. À. Đây. Đây. Lấy cơm cho nó ăn đi. Đây. Lấy cơm cho ăn à? Cơm đâu? Đi lấy cơm cho nó ăn đi. Nói sao nghe vậy? Đưa ít thôi thầy ngoan. Đưa cho nó bưng ra đây. Bưng ra đây. Bỏ mặt khỉ ra. Chó, đúng rồi, con chó đó. Gọi nó cho nó ăn đi. Mà nó chó ăn đi. Cá bùa. Cho cá bùa. Vuốt ta à, vuốt đây nó rồi nó thương này. Ừ. Vuốt đây. Lại vuốt đây này, vuốt đây này. Vuốt nhẹ thôi, vuốt nhẹ đây này, vuốt nhẹ này, lại vuốt vuốt nhẹ này. Đây vuốt nhẹ đây này. Này. Không vuốt vậy nó mới thương à. Vuốt đi. Ngồi lên đấy cởi áo. Cởi áo ra, cởi áo không cởi quần, cởi áo. Áo. Mở nút ra. Cởi áo. Rồi cởi áo. 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 Cởi áo
này tự rút ra. Bắt lên đây. Thằng vậy. Xong chưa? Thôi, lau chưa? Xong, lau xong chưa? Nay đi học phải ngoan phải biết biết nghe, hôm nay về không biết biết là chết. Đúng, phải thắt hai lần vậy, kéo hai bên thì mới được xấu xấu tí, nhưng mà chắc là hơi tụt. Rồi cầm quả bóng này, từ quả bóng kia, từ đã. Đi học phải có túi chứ. Không đeo túi thôi, người sách dùng mà. Thank you.
đứng dậy, đứng dậy. Chưa hết. Chưa. Chưa, 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 chưa. Bơ ở đâu mà chạy vào đấy bơ. Chưa, chưa, đứng dậy, đứng dậy. Rồi. Rồi, tạm biệt. Cô xin giới thiệu với cả lớp là hôm nay có bạn Trương Thanh Lệ, Phương Hằng và với lớp mình và bạn Trương Thị Gia. Lớp năm nay bạn tiếp tục một tên rất xa. Cô mời lớp mình cho một tổng tay công nghệ bạn Trương Thị Gia. Quận dây vào đây này, lại đây chỉ này, cầm lại đây thì thầy chỉ lại cho này, cầm lại đây đây, cầm lại đây, cầm chỉ lại cho này, rối rồi dưới đây cầm bác nhiều đây này, ngoảnh mặt đây này, bác nhiều lên vai này, bác lên vai kéo con lên đã. Oh!
khi con còn bên Tion thì tất cả sẽ là kỷ niệm. Con nghĩ đó chính là món quà của Tion dành tặng cho tất cả có con, cha mẹ con, thầy Cương, các thầy cô, bạn bè và tất cả mọi người.
Thank you.